18 mẫu gộp của thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh dương tính nCoV, xét nghiệm hơn 85.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 18 mẫu gộp dương tính theo Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi. Tỷ lệ này không cao so với tổng thể, chúng tôi đang xét nghiệm mẫu đơn để xác định trong số mẫu gộp này có bao nhiêu thí sinh cán bộ coi thi dương tính, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói. Ngày 5 tháng 7, hiện thành phố đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vào ngày 7 và 8 tháng 7 với các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Hôm ngày 3 tháng 7, hơn 85.000 người tương đương với 95% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xét nghiệm COVID-19 tại 155 điểm trường cùng với hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi, chiếm hơn 92% lực lượng y tế đã sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15. Nếu mẫu xét nghiệm có dấu hiệu bất thường, ngành y tế sẽ liên hệ thí sinh để xét nghiệm mẫu đơn. Những thí sinh còn lại được xem là đã có kết quả âm tính và đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Số thí sinh không đi lấy mẫu do ở các tỉnh thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, các em được phép tự đi xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế, lấy giấy chứng nhận nộp về điểm thi. Kết quả xét nghiệm âm tính là điều kiện bắt buộc để thí sinh dự thi đợt 1. Khi đi thi, thí sinh chỉ cần trình giấy chứng nhận này và phiếu báo dự thi. Nếu tự xét nghiệm ở các cơ sở y tế tỉnh, thành hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh phải mang theo giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính bản chính, có dấu đỏ. Những thí sinh không lấy mẫu, không gộp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính về điểm thi trước ngày 6 tháng 7, xem như không tham gia thi đợt 1, có thể đăng ký thi đợt 2. COVID-19 diễn biến nguy hiểm, song Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hai đợt như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các kế hoạch siết chặt đảm bảo an toàn cho thí sinh. Những thí sinh không ở nơi bị phong tỏa hoặc là cách ly xã hội, không thuộc nhóm F0, F2 có thể có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thi đợt 1 vào ngày 7 và 8 tháng 7.